ngoài nhìn này rất là đẹp nha. Lâu nay dừng biết sai chứ ngoài nhìn thực tế rất là đẹp các bạn. Đẹp lắm. Cái ly là lịch trữ lâu rồi nó mới để đây nha các bạn. Có lịch sử lâu lắm rồi, là 1789 lần nha. Đây có 5772.
Hả coi cái lấy mình cầm mình mỏi tay quá. Đây là những bức tranh được giá trị nhất rồi các bạn.
chương trình như 78 nha. Cái kênh này trên không biết nhiêu tiền mà nói nhưng rất là đắt. Thế giới này có là 1970 1700 các bạn. Thank you.
Thank you.